rồi chị ơi, chị giúp em một xíu, chị giúp em một xíu. Rồi 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 bác ơi. Chú chú chú, máy đâu rồi, máy đâu rồi? Rồi tươi lên đi bác sĩ. Anh Dũng ơi. Rồi nhìn em luôn thôi, rồi tươi lên đi bác sĩ nào. 2, 3, tươi. Đúng rồi, 2, 3. Rồi rồi. Bác ơi, bác ơi. Bác bên ngoài. Rồi, dùng cái gì mà xíu không? Dùng cái dùng cái dùng. Đó, tươi lên mà xíu không? 2, 3, tươi. Đúng rồi, 2, 3. Là lý do để tất cả chúng ta cùng có mặt tại đây ngày hôm nay. Xin được chào mừng tất cả quý vị. Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta có được xem qua một đoạn clip. Và trong đoạn clip này đã tóm tắt 10 năm một chặng hành trình rất là ý nghĩa của Phạm Dũng và Phan Diễm. Và trong đó Phạm Dũng và Phan Diễm muốn gửi tới cho tất cả quý vị ở đây, từng thành viên trong bữa tiệc này, những lời cảm ơn chân thành nhất vì tất cả những mảnh ghép đã đồng hành cùng với cả hai trong chặng hành trình 10 năm vừa qua. Và nếu như mọi người có để ý thì nếu 10 năm trước cái tên Phạm Dũng và Phan Diễm được ghi trên những bài viết với tư cách là quay phim và biên tập, thì ngày hôm nay trên thiệp cưới, tên Phạm Dũng và Phan Diễm một lần nữa ở bên cạnh nhau với tư cách là chú rể và cô dâu ạ. Và một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa cho sự xuất hiện đặc biệt này từ tất cả quý vị. Và thưa quý vị, trong buổi tiệc ngày hôm nay, ngoài hai nhân vật chính đang hiện diện trên sân khấu, Nguyên Quốc rất vui mừng được đón tiếp những người đã dành rất nhiều những tình cảm cho chú rể và cô dâu để họ có thể cùng nhau đứng trên lễ đường này. Và cho phép ngay lúc này đây cũng xin được thay đổi danh xưng để mời những bậc đại diện từ hai bên gia đình sẽ cùng tiến lên sân khấu. Về phía gia đình của anh Phạm Dũng, con xin được mời mẹ Nguyễn Thị Yến và chú Phạm Văn Khanh. Về phía gia đình của Diễm, con xin được mời bố Phan Văn Nam và mẹ Nguyễn Thị Duyên. Và xin mời tất cả quý vị. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until. Vâng, và thưa tất cả quý vị, trên sân khấu giờ đây, Phan Dũng và Phan Diễn sẽ là đại diện cho một tổ ấm mới của gia đình mình. Và ngay lúc này đây, họ sẽ bày tỏ tấm lòng của mình tới với tất cả mọi người trong bữa tiệc đặc biệt này, gửi tới ba mẹ của hai bên gia đình, gửi tới tất cả quý vị khách mời trong bữa tiệc ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, chắc xin được mời khán giả Dũng mình sẽ có đôi lời gửi tới cho tất cả mọi người. Thực sự là trước khi diễn ra bữa tiệc ngày hôm nay thì Văn Dũng chuẩn bị rất là nhiều, nhưng mà đến giờ phút này thì hình như hồi hộp quá, cũng quên hết rồi. Nhưng mà đầu tiên thì cho Phạm Dũng xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị, ông bà và các bạn từ khắp nơi, từ ba miền cả nước luôn, đều tập trung về đây ngày hôm nay để dự tiệc cưới của Phạm Dũng Phan Diễm. Mình nghĩ rằng đối với Phạm Dũng thì tình cảm lúc nào cũng là quan trọng nhất, tiền bạc thì nó không phải là thứ quan trọng nhất. Thì mọi người tới đây ngày hôm nay thì đều là vì tình cảm yêu quý Phạm Dũng. Đó là những điều mà Phạm Dũng và Phan Diễm sẽ không bao giờ quên được. Nên đây là mình cảm ơn anh Hoài và chị Dung rất là nhiều. Phạm Dũng là ở nhà anh Hoài, chị Dung là 6 năm trước khi ra ngoài ở riêng và gặp Phan Diễm. Thì tới ngày hôm nay thì mình nghĩ là anh sẽ không phải lo cho mình nữa. Thứ hai là mình sẽ cảm ơn mẹ rất là nhiều. Đấy, bố không còn nữa, nhưng mà không nghĩ là mẹ cũng không phải lo nữa, tại vì anh em con sẽ lo cho mẹ, cũng không phải lo gì hết. Và tiếp theo thì mình xin cảm ơn tất cả những anh em mà mình đã gặp trong khoảng 5 năm làm YouTube vừa qua. Thì mọi người đã giúp đỡ Phạm Dũng rất là nhiều. Tự mình thì sẽ không làm được kênh Phạm Dũng ngày hôm nay. Đó là điều mà mình gặp tất cả bạn bè đều nói. Tất cả khi mà mình ra xã hội thì phải có anh em, có bạn bè. Đó là lý do mà ngày hôm nay mình rất là biết ơn anh Ưng Hồng Phúc đã tới đây để chung vui cùng với Phạm Dũng và tặng tới những người bạn của Phạm Dũng một bài, đó là bài Cho Vẹn Nghĩa Tình. Và bài đó là dành cho tất cả anh em đồng nghiệp của Phạm Dũng, từ báo chí cho tới cuộc sống cho tới YouTube. Và bài thứ hai, bài cũng rất là quan trọng, đó là mình dành tặng cho Phan Diễm. Bài này đó là mình theo mình đoán là một bài dành riêng cho anh Ưng Hồng Phúc. Đó là bài Ánh Hào Quang. Thì anh Ưng Hồng Phúc trải qua rất là nhiều điều, mình nghĩ là cũng tương đối giống Phạm Dũng. Đó là có những khi mình cảm giác như là mình cũng được trong một ánh hào quang nào đó, nhưng mà mình cũng có sau đó là những góc khuất. Thì mình chọn những bài Ánh Hào Quang vì có nhắc tới một người quan trọng, đó là vợ của mình. Ra cuộc sống thì không ai quan trọng bằng vợ nhỉ. Đây là tất cả các chị em ở trong hội trường ngày hôm nay, yên tâm là chồng có đi đâu thì cũng không nơi nào bằng vợ cả. Nên khỏi lo mất chồng. Cứ thả đi xem có dám đi không. Và bài thứ ba đó là bài Nhà Cờ Thì Chung, thì cũng là dành vui thôi, mình cũng không cờ. Nhưng mà mình thì đó giờ có một thói quen, đó là làm được gì thì làm một việc, yêu ai thì yêu một người thôi. Nên là mình không có thói quen làm nhiều việc cùng lúc hay yêu nhiều người cùng lúc, nên là mình chọn bài Chàng Cờ Thì Chung. Đó cũng là ba bài hát mà mình rất là thích, và cảm ơn Ưng Hồng Phúc rất là nhiều đã tới đây ngày hôm nay. Tiếp theo là mình cảm ơn các thầy cô. Hôm nay là mình có mời tới đây cô chủ nhiệm này, cô giáo bộ môn nữa. Thì mọi người hay nói là không thầy đó mày làm nên, thì
hồi xưa khi mà còn đúng mới vào Sài Gòn thì gần như là ở quê vào thì ở Thanh Hóa và đây thì không biết gì cả, mọi thứ đều phải học lại từ đầu, và không có nhờ có thầy cô thì mình không có được ngày hôm nay. Và điều cuối cùng mình muốn nói trước khi mọi người dùng tiệc đó là mình phải cảm ơn bố mình rất là nhiều, tại vì nhờ có bố khắt khe mà mới có mình ngày hôm nay, hay là có anh Hoài khắt khe thì mới có ngày hôm nay. Dễ dãi là sẽ hư hỏng các bạn, nên là nhiều khi mình muốn bố khắt khe mình cũng không được, nhưng mà mình sau này mình nghĩ lại thì mình sẽ thấy là nó đúng. Khi nào mình trải qua những khó khăn ở ngoài đời thì mình mới thấy là bố khắt khe mình là đúng. Sau đây thì thần cũng xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều, nhiều lời cho Phan Diễm. Thật ra là những lời mà anh Dũng có chia sẻ là cũng chia sẻ hết rồi, nhưng mà chỉ có ngày hôm nay thì Phạm Dũng và Phan Diễm rất là xin lỗi tất cả ông bà, cô chú, anh chị em, bạn bè. Vì đến giờ này mình nhìn trên bàn thì mình thấy là đồ ăn vẫn chưa có ra. Mình nghĩ là chắc mọi người cũng rất là đói bụng. Mình cũng mong muốn mọi thứ được chỉnh chu. Cho nên là trong buổi tối ngày hôm nay, nếu mà các bạn có gì mà cảm thấy là chưa hài lòng thì cho Phạm Dũng và Phan Diễm xin lỗi. Nhờ nhà hàng đưa đồ ăn lên để mời các cô chú các bạn bè chứ không có mọi người đói hết. Vâng, mà trước khi mà Phạm Dũng và Phan Diễm chúng ta mời những món ăn cho mọi người thì giờ đây tức là mời mọi người chúng ta sẽ cùng nâng ly cùng với Phạm Dũng và Phan Diễm trước được không ạ? Dạ, ly của mọi người đo hết rồi ạ. Chưa thấy ạ, mình có thể giơ cao ly của mình lên được không ạ? Rồi. Nếu đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng chúc mừng hạnh phúc của Phạm Dũng và Phan Diễm sau 3 tiếng đếm của Nguyễn Quốc nhé. Vâng, 1, 2.